Con hỏi tên gì hả? Dạ, Lê Thị Thanh Nga. Lê Thị Thanh Nga, sinh năm 1993, Đồng Kho. Dạ. Rồi. À, cái điều mừng đầu tiên là thai quay đầu rồi. Dạ. À, đây là cái sở này. Bây giờ là thai giữ cái đầu cố định luôn hả bác? À, đa số nó cố định, một số trường hợp nó có thể quay lên. Một số trường hợp nó có thể quay lên, nhưng mà đa số hiếm lắm con. À, một số trường hợp quay lên hoặc sau đó nó quay xuống lại, hoặc là nó quay lên luôn. Thì nhưng mà thai thường á, theo kinh nghiệm của bác, nhìn cái thai này quay đầu như thế này thường ít khi nó quay lên lắm. Dự sinh ngày mấy con? 20 tháng 3 2022. Ừ, thai được 32 tuần 6 ngày là khoảng 33 tuần ha. Đây là đường kính lượng đỉnh đó, từ bờ ngoài xương sọ bên này vào bờ trong xương sọ đối bên, à, qua cái đường dọc giữa. Thì ở đây là cái sọ não vậy là bình thường con. Đây hai cái cục đen đen là đồi thị. À, trước này là vách trong suốt, đây là tiểu não. Ừ, rồi mình đo cái chu vi vòng đầu. Chu vi đầu vòng đầu mình đo bờ ngoài xương sọ luôn. Rồi. Rồi bây giờ mình coi lại cái đầu thì đây là cái xương đá của cái hộp sọ. Thì trên này có một cái động mạch đang đập đó, gọi là động mạch não giữa. À, động mạch đang đập đó này. Đây là động mạch não giữa. Thì mình sẽ khảo sát xem thai nó có bị suy hay không, hay phật hay gọi là thai chậm tăng trưởng không, thì mình sẽ khảo sát ở động mạch não giữa này. Và cái phổ của cái động mạch não giữa thì vậy là cực kỳ tốt, nghĩa là thai khỏe mạnh bình thường chứ không có bị thiếu oxy nhé. Rồi mình coi được cái đồi thị rồi, này mình nói rồi, mình coi được cái tiểu não phía sau. Đây là hai cục này là tiểu não này, và đây giữa này có thùy nhầm. À, đây bể lớn bình thường, còn gọi là hố sau bình thường. Như vậy cấu trúc sọ não hoàn toàn bình thường, rồi không thấy gì bất thường ở cấu trúc sọ não. Và mình coi được cái môi, không có sứt môi nghe con. Nó chưa xoay hay là hệ tình, mình thấy không thấy được cái mạch rõ. Thế nếu con đi quỷ hái chụp nó rõ hơn, đẹp hơn. Nhưng mình cũng thấy được cái lờ mờ cái mũi, cái miệng cháu. Cái miệng nó mẫm lại này, cái môi trên này, môi dưới này, cái mũi. Để đó là cháu nó xoay ra đẹp đẹp á, bà chụp cho. Rồi mình coi phía sau này, này. Thì mình đây có cái dây rốn nó quàng qua cổ này. Cổ nó quàng cổ thôi chứ nó không quấn cổ được gì đâu ấy. Đây này, đây choàng qua cổ đó, và nó đi qua cái vai phải cho nó không quấn cổ. Mà giả sử dây rốn nó quấn cổ thì nó không ảnh hưởng gì thai nhi, đừng có lo về chuyện dây rốn quấn cổ nghe chưa. Cổ nó bình thường hả bác? Bình thường, nó không quấn cổ đâu, đừng lo. Vì đằng trước nó đâu có quấn đâu nghe. Quấn cổ nó phải quấn một cái vòng qua cổ đấy, luôn mới gọi là quấn cổ. Nó qua một bên nữa là bình thường. Yeah, yeah. Và thường gặp như thế. Tiếc là cháu này không xoay ra. Cháu này xoay ra chụp đẹp. Rồi. Đây là cái dạ dày của thai nhi. Lỗ đen này dạ dày này, đây tụi mật này, xung quanh là gan của thai nhi bình thường ấy con. Đây là chu vi vòng bụng, mình đo bờ ngoài của vòng bụng, mặt cắt vòng cao. Rồi. Con thấy được cái gì khi mình xem xuống là vậy, mình thấy cái gì thì tròn tròn đấy không? Đây này. Con tròn đó là đàn của đại bác á, biết không? Đây là xương đùi nhé, xương đùi
rồi tốt mới giống bộ đó nhá. Rồi mắt mũi bình thường, môi bình thường, có sương mũi, sương mũi là bình thường. Rồi mình có hai bàn chân, đây hai bàn chân này ha, mình nhìn giữa hai bàn chân, giữa lòng bàn chân hai bàn chân đó ha. Như vậy cháu này có đủ chân và không có quẹo chân. Rồi bây giờ mình coi tay. Đứa này trước đây bác Liên đã có khảo sát mấy cái đó hết rồi. Nhưng mình vẫn coi lại thấy bình thường ha. Rồi hai mắt, đây mắt đấy, đây là thủy tinh thể ở giữa đen đen này ha, cái lòng đen đó ha. Ở bên mắt bên này cũng vậy, mắt vậy là bình thường nhé. Đó đây mắt đây ha, đang mở đó ha. Rồi rồi để mình coi cái hai thần thai nhi bình thường. Thần nó nằm bên cột sống, đây là quả thần này ha, đây bên cạnh đây quả thần. Thành thai nhi bình thường, đây là động mạch trụ bụng này. Chứ mình chụp vậy thì mình sẽ thấy hai cái động mạch rốn nó đi qua cái bàng quang này ha. Bình thường một cái dây rốn thì nó có hai động mạch rốn và một tĩnh mạch rốn, thì cái này bình thường. Thứ hai là mình thấy hai cái động mạch thần hai bên và hai quả thần hai bên, như vậy là có đủ hai thần chứ nó không có bất sản thần. Rồi. Bây giờ mình coi cột sống, cột sống được mình coi, bây giờ mình vẫn coi lại cột sống. Không có hở đột sống hết, cái đột sống này, cái này. Có dạng có nhiều trường hợp nó bị hở đột sống hay còn gọi là thoát vị màng tụy. Hay gặp ở nhất ở vùng đuôi. Vùng đuôi ở dưới này, vùng cột sống vùng cung cột đấy. Còn đây xương chầu là bình thường nhé. Và lỗ đen này là bồng đại của thai nhi bình thường. Cái móng trên đây con. Và cái lỗ đen này chỉ là nước ổi nên nước ổi rất là tốt. Nhau bảo mặt trước tốt, không có nhau tiền đạo. Nhau vậy là tốt, trưởng thành độ 1. Tốt không? Cái lượng nước ổi khoảng ổi lớn nhất là 52. Tốt đó. Vừa phải ha. Đừng có nhiều nước ổi quá. Ta gọi là dư ổi hoặc đá ổi nó cũng tốt. Thường nó hay gặp ở dị tật ống tiêu hóa. Còn mà nếu ví dụ gì tập trọng tiêu hóa, ví dụ sứt môi, hẹp tả tràng, rồi hẹp thực quản, tắc ruột. Còn mà nước ổi nó ít quá thì hay gặp ở bệnh lý về thận. Thì nước ổi của mình bình thường, cái gì vậy là bình thường. Rồi bây giờ mình tầm soát cái tim và phổi. Đây này. Tim thì thường đúng ra con sẽ tầm soát ở cái quỷ 2, không được mà con nói đó. Con xem lại sau một tháng. Này thấy nó to thì xương sườn nó che ra lòng ngực, nó làm cho mình khó tầm soát hơn. Đấy, nhưng mình vẫn thấy được nó bình thường nhé. Mình vẫn khảo sát được thì đây là tim thai, vật liên thật bình thường. Đây, mình tổng to ra mình coi ha. Đây, bộ buồng tim cân đối ha. Cho nên trong trường hợp hẹp động mạch phổi, hẹp động mạch chủ thì một cái buồng tim một bên nó bị lệch ra, một bên to bên nhỏ, hoặc thiểu sản thất trái, thiểu sản thất phải thì nó cũng một buồng tim nó bị nhỏ, một con buồng to ha. Vật liên thất bình thường, lỗ bầu dục mở qua bên trái.